qua 55 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, ngày 27 tháng 1, các lực lượng chức năng đã vào cuộc thần tốc và phát hiện thêm 82 ca mắc mới. Tại cuộc họp khẩn, bên lề đại hội đảng lần thứ 13, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, xác định các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, kích hoạt hệ thống phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Theo thông tin của phía Nhật Bản, do ca bệnh ở Hải Dương có liên quan tới ca bị nhiễm SARS-CoV-2 chủng mới, nên cần đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng phòng, chống dịch. Đối với tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã lấy 190 mẫu xét nghiệm, cho kết quả 72 ca dương tính. Tại Quảng Ninh, với lịch trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 1553, các lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp phong tỏa khu vực sân bay Vân Đồn, phát hiện thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.